Chào mừng chị em đã quay trở lại kênh YouTube Hàng Nhật Vip. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến chị một chiếc máy lọc không khí của hãng Daikin. Chiếc máy này có chức năng lọc không khí, bù ẩm, diệt khuẩn, rất tốt cho sức khỏe của trẻ em, người già và cả người lớn chúng ta. Bình thường thì chúng ta cũng rất cần lọc những bụi siêu mịn trong không khí nhé. Bụi siêu mịn là bụi có kích thước là 2.5 PM. Cái bụi này chúng ta sẽ không nhìn thấy được bằng mắt thường, và chiếc máy này nó sẽ lọc những bụi đó ở trong phòng chúng ta. Nếu chị nào đã từng dùng lọc không khí thì mình đã biết là trong phòng, mặc dù chúng ta nhìn, chúng ta đóng cửa suốt ngày nhưng mà nó vẫn rất bụi nhá, mà mắt thường không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng lọc không khí thì khoảng nửa tháng hoặc 30 ngày gì đó, chị mà vệ sinh cái máy chị sẽ biết là rất nhiều bụi ở trong cái màng lọc HEPA đó. Bởi vậy là trong không khí chúng ta thì đặc biệt trong thành phố thì ô nhiễm rất cao, nên là anh chị nếu mà nhà mình mà có điều kiện dùng lọc không khí thì cực kỳ tốt. Chiếc máy Daikin này là ở Việt Nam mình gọi là Daikin đồng hồ nhé. Con này sản xuất năm 2013, dùng điện 100V. Con này lọc tĩnh điện, công nghệ lọc diệt khuẩn streamer nhé. Có Ecolovi tiết kiệm điện này, có lọc phấn hoa, có turbo mạnh, có bù ẩm nhanh này, có hẹn giờ, có khóa trẻ em, báo hết nước, đầy đủ hết. Đó, con này thì hình thức thì nguyên bản, trắng nguyên bản nhé. Đấy, không sờ ba, không tuốt tát, rồi không có sơn, không có đánh bóng nhá. Đây là trắng nguyên bản. Con này thì đẹp. Mấy con Daikin hôm trước thì không đẹp bằng con này nhá. Những video trước bên em ấy, con Daikin này phải nói đẹp, rất đẹp này. Đấy, vẫn còn một số chỗ bụi mà em vẫn chưa lau hết được. Cơ bản thì là bụi thôi nhá. Còn nó cơ bản chiếc máy này thì khá đẹp. Đây, chị nhìn xung quanh thành quách của nó này. Con này thì công suất lọc của nó là 73W nhé, 73-75W. Đó, rất nhiều chức năng. Và đặc biệt con này dòng Daikin nó lọc thì lọc bụi cực kỳ hiệu quả luôn. Nó sẽ gồm có một cái màng lọc thô ở bên ngoài, những cái bụi lớn thì và những cái bụi nhỏ lâu ngày nó cũng sẽ bám vào đây rất nhiều nhé. Sẽ giúp cho anh chị nó bảo vệ những cái màng bên trong màng HEPA tốt hơn. Bởi vậy anh chị chịu khó vệ sinh cái màng này nhé. Tiếp theo là cái màng lọc HEPA này. Màng lọc HEPA này là màng lọc siêu mịn này, bụi siêu mịn nhá. Màng lọc là màng lọc giấy nên chị không được vệ sinh bằng nước nhé. Cái này mình chỉ dùng chổi lông mình quét hoặc là máy hút bụi mình quét đi là ok. Cái màng HEPA này thì là con máy này là máy mới 100%. À quên, màng lọc mới 100% nhá. Sorry anh chị, nói nhầm, máy mới 100%. Đây, bây giờ em sẽ mở ra bên trong cho chị xem này. Mở bên trong, mở lên chị, bên hai bên này nó có hai cái chốt này, mình nhấn vào là được nhá. Đó, mình nhấc lên. Đây là cái màng thao hoạt tính bên trong này. Đó, đây là hai thanh tính điện thu bụi nhá. Con này nó là 4 thanh nhưng mà hai thanh nhá. Đây, khi chị mở ra thì nó có hai dây tính điện này. Em thấy con Daikin này lọc rất hiệu quả luôn. Đây. Đây. Mấy chị nhìn thấy dây này đó, thấy không? Đây một dây, đây một dây là hai dây này. Đây là lọc tĩnh điện nhé, và bụi nó sẽ bụi siêu mịn nó sẽ bám những cái thanh kim loại này. Đây là ba thanh kim loại này. Đó, âm dương nhé, nó sẽ ở vị trí này và nó sẽ có hai cái thanh tĩnh điện hai bên như vậy. Ở bên giữa này là cái lọc công nghệ lọc diệt khuẩn đánh điện, lọc streamer này. Đấy, công nghệ diệt khuẩn này. Đấy, này mấy thanh tĩnh điện nó đánh không? Đó, nó sẽ có ba thanh nhé. Đó, nhìn thấy chưa? Đó, cái này công nghệ lọc streamer độc quyền của hãng Daikin. Nói chung về lọc khí Daikin thì em đánh giá nó thì đứng số 1, số 2 trong thị trường lọc không khí nhá. Đây là cái màng lọc tha tính này. Đó. Rồi mình xem ở bên trong nhá. Con này là sản xuất là 2013. Em soi xem ở bên ngoài này. Con này nó còn có cái tem gì của nó, 26 tháng 1, 27 thì không biết, 27 tháng 1, 26 không biết nữa. Đây là có công suất lọc 75W nhé, điện 100V. Công suất lọc thấp nhất là 73W này. Sản xuất năm 2013 nhé, mã ACK70N 5W. Đó. Máy đẹp thì từ trong ra ngoài luôn. Trắng nguyên bản đi nhá, cam kết với chị trắng chấm nguyên bản luôn. Còn nếu mà về đánh bóng, cạo đánh bóng hoặc là ủ trắng thì không nói làm gì. Đó, đây là trắng nguyên bản. Rồi bên em, anh chị xem kênh bên em biết rồi. Đa số là hàng đi lựa còn khá đẹp nhé. Đi lựa là phải đẹp thôi anh chị ạ, chứ lựa mà lại xấu nữa thì thôi. Lựa thì lựa từ cái khay nước, từ cái mọi thứ nhá, nó phải đẹp nhất.
có thể. Đây, đây là phần hộc nước này. Anh chị cho nước vào đây thì khi chị dùng máy lạnh hoặc thời tiết hanh khô nó sẽ bù ẩm anh chị nhá. Giúp cho chúng ta không bị khô da, không bị khô mũi, không bị khô họng. Nhà mà cái số có này dùng cho trẻ em với người già thì quá tuyệt vời luôn. Phần bên trong phần bánh xe nước nhá. Con này thì chưa cần vệ sinh luôn nhỉ, nó đã đẹp như vậy rồi. Đây. Ở đây có hơi chảy xước nhẹ nhá, cái này mình có thể mình đánh cho nó hết bằng cả na cũng được. Chưa vệ sinh nhá, có bám một số canxi ít thôi. Đây. Đây, bánh xe còn mới ke. Cái này vệ sinh qua là ok nhá. Cơ bản thì đẹp sẵn rồi nhỉ. Đó, hình thức bên ngoài mọi thứ ok hết rồi này. Nào bây giờ mình thử lắp cái màng than tính màng HEPA và mình chạy thử nhá. Không có màng HEPA vẫn chạy nhá, nhưng mà không có màng than tính là nó vẫn chạy nhưng nó sẽ báo lỗi. Đây là cái màng cũ nó gì này, cái màng cũ nó thì mình sẽ bỏ đi, thay màng mới vào cho nó đẹp. Thực ra cái màng này anh chị dùng vẫn được thôi anh chị ạ, nhưng mà mình nhìn nó hơi vàng theo năm tháng thì mình bỏ đi thôi. Đó, cái màng này tại vì nó cơ bản nó chỉ là lọc bụi thôi nhá, còn cái màng than tính nó sẽ là cái màng lọc mùi. Mình sẽ gắn cái màng than tính mới đây vào. Đấy, top là bên trên này. Theo em thì một bốn tên ở dưới top bên trên, mũi tên này em nghĩ là mũi tên front đằng trước thì mình sẽ cho đường trước y chang như vậy của nó này. Mình đưa vào đây thì mình nhét cái này vào. Đó, sau anh chị sẽ đóng cái này vào. Rồi, như vậy là mình đã gắn xong cái hai cái màng than và màng HEPA nhé. Cái bộ phận trên này thì chị lưu giúp em, đây cái đồng hồ nó sẽ hiển thị ở bên trên, nó sẽ ngửa trên như vậy này. Sau đó chị úp này, úp mặt trên trước nhé. Úp mặt trên trước như vậy và như vậy là xong. Chị ấn ở dưới này mà nó vào hai chốt hai bên dưới. Đó, mình sẽ bật thử lên nhé. Con máy trắng đẹp. Trắng đẹp nguyên bản nhé. Đấy, Eco Lobby tiết kiệm điện đây. Eco này, chế độ lọc liên tục này, tắt này, bật này. Tắt bật là ion plasma này. Tức là tắt bật cái chế độ streamer đấy thì khoảng. Đây là chế độ họng này. Da họng này thì lung tung ở đây, tự động đây. Cái này là chế độ turbo mạnh nhẹ phấn hoa nhá. Đấy mạnh này. Turbo này. Đây là báo, tuy là báo hết nước nhé. Đây là đèn báo đỏ hết nước này. Đèn báo hết nước này. Turbo rất mạnh, thường thường bên em, nhà em dùng thì em sẽ cũng lấy kia và em để chế độ Eco Lobby này. Rồi chiếc này nếu anh chị nào mua em bao ship cho anh chị luôn. Giá là 3 triệu 3 nhé. Bao ship toàn quốc nếu chưa khoảng 100%. Còn nếu chưa đặt cọc, vui lòng đặt cọc 500 ngàn trở lên và thanh toán dịch vụ code qua dịch vụ Viettel. Đặt cọc sẽ không được bao ship nhé. 3 triệu 3 hôm trước có một con như vậy mà em bán hình như 3 triệu rưỡi phải. Rồi, hãy chia quan tâm hệ với em nhé. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trên video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. 3 triệu 3 bao ship. Bao ship mà con này đóng gói và đóng thùng xốp thì sẽ hết khoảng 200 mấy 300 nghìn nhé. Xin thùng xốp con này rất to. Nên là sẽ bị đo kích thước nữa. Nó xuống khoảng trên dưới 300 nghìn tiền đóng gói gửi cái máy này. Còn anh chị nào tới bên em lấy luôn, không cần đóng gói, không cần đóng xốp luôn, không cần phí gửi em bớt anh chị, còn đúng 3 triệu nhá. Rồi, cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video sau, xin cảm ơn rất nhiều. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo.